quý vị, cứ mỗi độ tháng 5 về thì đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng với bạn bè quốc tế lại có dịp nhắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với lòng khâm phục và kính yêu vô hạn. Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Về Bác Bó Cao Bằng là một trong những di tích lịch sử mang đậm hình ảnh của vị cha già dân tộc, được nhiều người khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc tìm về mỗi dịp tháng 5. Những ngày này, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, không cứ ngày cuối tuần, hôm nào cũng đông các đoàn khách đến tham quan. Các đoàn cựu chiến binh, học sinh, gia đình, khách du lịch từ mọi nơi đổ về, hướng về nguồn cội, hướng về Bác. Đến dâng hương người hôm nay có đoàn kho bạc nhà nước Cao Bằng. Khoác trên mình chiếc áo màu cờ Tổ quốc, mỗi cán bộ, nhân viên kho bạc đều trào dâng niềm tự hào dân tộc và thương nhớ Bác vô hạn khi thắp nén hương thơm dâng người. Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Cả cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập, tự chủ, lòng yêu nước, thương dân tha thiết, trí tuệ anh minh, sâu sắc, có đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, có tác phong, phong cách khiêm tốn, giản dị, có tấm lòng nhân hậu, tình cảm chan chứa yêu thương con người, là một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc, được cả thế giới ca ngợi, ngưỡng mộ. Học Bác là giữ gìn phẩm chất chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, con đường cách mạng, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sinh thời, Bác dù bận nhiều công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian gặp gỡ và căn dặn từng cán bộ, đảng viên, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, công an, thanh niên, phụ nữ, đến các cụ phụ lão, các cháu thiếu nhi rất cụ thể, rõ ràng, sâu sắc. Học Bác là học suốt đời, học hàng ngày, thiết thực, thiết thân. Các trường học nhân dịp này cũng đưa học sinh đến để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử, học tập tấm gương sáng ngời của Bác Hồ. Với các em học sinh trường Trung học cơ sở Ca Thành, huyện Nguyên Bình thì đây là lần đầu tiên được đến Bác Bó. Những bài học lịch sử của các em sẽ trở nên sinh động và sâu sắc hơn rất nhiều khi được đặt chân đến căn cứ cách mạng của Đảng và Bác Hồ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Và ngoài việc tiếp thêm cho các em niềm yêu thích lịch sử, mở mang kiến thức và trải nghiệm thật tuyệt vời thì chắc chắn rằng với những em học sinh người Dao này, đây cũng là một chuyến đi rất xúc động. Cảm xúc của em lần đầu đến đây rất là vui và cảm giác rất là mãn nguyện. Em rất là hạnh phúc. Em ra đây có nhiều cảnh đẹp, nhiều bạn bè ra thăm Bác Bó, em cảm thấy rất là vui. Em đến đây rồi em sẽ hứa là em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để được làm con, để làm được con ngoan của Bác Hồ. Cách đây 79 năm, cũng vào một ngày tháng 5 lịch sử, ngày 4 tháng 5 năm 1945, Bác Hồ rời Bác Bó đến khu căn cứ địa Tân Trào chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa lịch sử. Từ khi Bác đặt chân về nước năm 1941, nơi suối nguồn cách mạng Bác Bó, dòng suối Lenin trong xanh soi bóng ngọn núi Các Mác luôn gắn liền với hình ảnh của Bác Hồ. Hình dáng và tiếng nói của người ấm áp vang vọng trong tâm hồn của mỗi người dân Việt khi về Bác Bó. Hôm nay chúng tôi về đây thì với cái lòng khao khát và tâm huyết lắm. Cái lý tưởng không thể nói được, bởi vì lịch sử nó ẩn thật. Trong tư tưởng của Bác nó sâu sắc lắm. Bè ở đây là mừng lắm. Và khí thiêng non nước này, nó ở cái khu vực Cao Bằng này nó linh thiêng lắm. Về địa chỉ đảo cách mạng, khung cảnh núi rừng Bác Bó thơ mộng, hữu tình, hòa vào tiếng ve trên rừng Đại Ngàn. Những bản làng bình yên, nép mình bên ven suối, gợi lên một bức tranh Việt Bắc bình yên và thắm đượm tình người.
Những địa danh ở Bác Bó vốn là tên gọi mà đồng bào các dân tộc Bác Bó đặt để gọi tên núi, tên suối, tên hang, tên bản làng, đã trở thành những địa danh cách mạng gắn với hình ảnh Bác Hồ. Trong những ngày tháng người ở lại nơi đây để hoạt động cách mạng, tìm ra con đường và chiến lược cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, đó là lán Củi Nậm, hang Ngườm Vài, hang Lũng Lạn, hang Diêm Tiêu. Để tưởng nhớ tới hai vị tiền bối của cách mạng vô sản thế giới, người đã đổi tên cho con suối Giàng là suối Lenin, ngọn núi Phia Tào người đã đổi tên là núi Các Mát. Những địa danh lịch sử được bắt nguồn từ đây. Không chỉ sống hòa mình với thiên nhiên, luôn coi thiên nhiên, núi rừng là bầu bạn, mà trong tâm hồn của người luôn có những dòng suối, ngọn núi tư tưởng với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác Lênin về con đường cứu nước luôn chảy mãi, cao mãi. Bên dòng suối Lênin, tiếng nước chảy róc rách qua những lùm cây lá xung xuê, đưa nước về hạ nguồn, tạo thành hồ nước phẳng lặng, trong xanh, soi bóng ngọn núi Các Mác. Phía trên vách đá là những cụm cây rừng, cây leo xanh tốt và cả những chùm hoa rừng buông mình xuống ven suối, khiến cho khung cảnh nơi đây vừa hoang sơ, thơ mộng, vừa đẹp như một bức tranh thủy mặc. Nơi đây, bên bờ suối, những tảng đá có tự bao giờ vốn là nơi Bác Hồ ngồi câu cá, ngắm cảnh non xanh, nước biếc sau những giờ làm việc miệt mài. Đứng bên dòng suối trong mát, mỗi người như cảm nhận được đâu đây hình bóng Bác, lắng nghe được tiếng người ấm áp, vang vọng giữa núi rừng. Ngày đó, bản làng xác xơ, ăn không đủ no, áo không đủ ấm, quanh năm bị giặc Tây cường hào áp bức bóc lột, làm quần quật mà không đủ tiền được sinh kế. Giữa lúc đó, làng Bó Bẩm xuất hiện một người khách lạ, dáng ông cao gầy, gương mặt phúc hậu, không ai biết người khách tên gì, chỉ nghe người ta gọi là ông Ké, có người lại gọi là già thu. Ông Ké dịch nghĩa địa phương là ông già, gọi theo tiếng thân mật trìu mến. Ông quan tâm đến tất cả mọi người, tắm cho trẻ nhỏ, giúp đỡ người già, dạy thanh niên biết chữ, dạy cách trồng rau, tăng gia sản xuất. Cái gì ông cũng biết làm, cái gì ông cũng giỏi, khiến mọi người đều yêu quý và nể phục. Người già trong làng bảo, ông Ké về đây để giúp dân mình đánh đuổi giặc Tây. Đứng trước hang Cốc Bó, chúng tôi xúc động và cảm phục trước sự giản dị mà vĩ đại của Bác trong những ngày tháng người lãnh đạo cách mạng ở núi rừng Bác Bó. Hang đá sâu thẳm, cây lá um tùm đã chở che, bao bọc người những ngày kháng chiến đầy cam go gian khổ. Tuy thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng tinh thần của Bác luôn lạc quan, luôn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của cách mạng. Trong bài thơ Tức Cảnh Bác Bó, người đã ghi lại khung cảnh nơi đây. Sáng ra bờ suối tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Nơi núi rừng Bác Bó, người đã lãnh đạo và đưa ra những quyết sách cho con đường cách mạng của dân tộc. Trong đó có một quyết sách quan trọng với Bác đối với cách mạng Việt Nam, đó là chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, được người gửi cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Năm 1961, một lần nữa, Bác trở về Bác Bó thăm đồng bào Cao Bằng. Tình cảm của Bác dành cho đồng bào Bác Bó và đồng bào Bác Bó với Bác vẫn không hề thay đổi. Xúc động và tự hào, nơi đây như quê hương thứ hai của vị cha già dân tộc. Trở về Bác Bó, bên dòng suối Lênin trong xanh, mỗi người dân Việt Nam như tìm về nơi suối nguồn cách mạng để được lắng sâu trong tâm hồn tiếng nói ấm áp của Bác, để khắc sâu lời dạy của Bác về ý chí, tinh thần đoàn kết, tinh thần cách mạng. Nơi đây mãi là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc cho các thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.